tiên lộ đã đứt. Lý Hạo sửng sốt, hỏi, trên đời có tiên thần. Nghe được Lý Hạo nghi vấn, dạ tổ khẽ cười một tiếng, nói, tiên thần hư vô mờ mịt, không ai có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng từng ở trong sách cổ có ghi chép, tỉ như vọng nguyệt nhai cái kia đạo kiếm bia. Bên trong cái kia đạo kiếm ảnh tên là tiên nhân chỉ lộ loại kia tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu, trừ tiên nhân bên ngoài, cũng không ai có thể thi triển ra. Không sai, nghe nói kiếm thánh tiến đến lĩnh hội, đều không thể hiểu thấu đáo, cái khác trí thánh cũng đều nói qua. Ở trong đó kiếm chiêu, chỉ có tiên thần mới có thể lưu lại, không phải sức người có thể trưởng khống. Trừ vọng nguyệt nhai tiên nhân chỉ lộ bên ngoài, còn có hàn cấm cổ địa cái kia đạo trưởng ấn, cùng đoạn hồn hải phiêu đãng món kia vỡ vụn lăng la. Cũng nói rõ trên đời từng có tiên thần tồn tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì, tựa hồ cũng từ thế gian rời đi, không có tung tích gì nữa. Thanh niên mặc dù thanh âm rất trẻ trung, nhưng cũng hiểu biết rất nhiều cổ lão bí ẩn, nói thánh nhân mặc dù có thể lưu truyền thiên cổ nhưng cuối cùng không có thể trường sinh bất suy nhưng tiên thần có thể muốn để tự thân đại đạo vĩnh hằng chỉ có siêu thoát trí thánh trở thành tiên thần mới có thể vĩnh thế thụ vạn chúng cúng bái như thành tiên thần chỉ cần hiện thân tại thế hạ xuống tiên dấu vết liền lại nhận vô số thế nhân tín ngưỡng dù sao còn sống tiên thần đừng nói là chúng ta cho dù là thánh nhân cũng sẽ tín ngưỡng ai lại sẽ không kính sợ đâu cho tới tiên thần thanh tổ cũng nói theo thanh âm bên trong lại là thương tiếc thán lý hạo có chút giật mình không nghĩ tới vừa gia nhập cái này hoa du hội liền nghe đến những này không thể tưởng tượng nổi bí ẩn kia trí thánh nói tiên lộ đã đứt là có ý gì chỉ tu hành đường hay là thật một con đường lý hạo hiếu kỳ hỏi là thật đường dạ tổ nói có trí thánh đụng chạm đến tầng bình phong kia tiếp xúc đến giới này thiên đạo ý chí biết được giới này không cách nào thành tiên chỉ có bước ra giới này mới được bởi vậy trí thánh một mực tại mở cùng thăm dò khắp nơi tìm kiếm bước ra giới này thông thiên lộ, về sau truy tìm những cái kia tiên thần còn sót lại bóng dáng. Tìm được dạng này một con đường, nhưng đường bị phong tỏa, giới này như bế trứng, chúng ta cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể vây chết nơi này giới bên trong, không cách nào siêu thoát. Lý Hạo ngơ ngẩn, đây là hắn lần đầu tiếp xúc đến cái này chư thánh chi địa bí ẩn, không nghĩ tới như thế làm người tuyệt vọng. Trường sinh vô vọng, cuối cùng đều sẽ tiêu vẫn. Khó trách sẽ có hoa du hội dạng này thế lực, đã khó thoát tiêu vong, không bằng hưởng thụ lập tức. Bây giờ, Chi Thanh nhóm lại tìm kiếm đến thứ hai con đường, tại một chỗ hiểm địa bên trong, nhưng muốn đánh vỡ hạn chế. Tựa hồ cần đem tất cả cực cảnh tất cả đều mở, mới có hy vọng đặt chân, đem con đường kia đả thông. Thanh tổ tiếp lời, bởi vậy, cái này hơn nghìn năm đến, chưa thánh nhao nhao chuyển thế tu hành, có dùng hóa thân chuyển thế, liền vì tu hành ra toàn bộ cực cảnh, dẫn đầu đánh vỡ con đường kia, bay vọt thành tiên thần. Chỉ là con đường này cũng rất khó, Đầu tiên tu luyện ra cửu cực cảnh liền phi thường khó khăn, cần tuyệt thế chi tư, tiếp theo là con đường này chỉ là suy đoán, thật giả có lẽ chỉ có thử qua mới biết được. Nhưng cuối cùng chỉ là như thế một chút hy vọng, cũng làm cho chư thánh đều tranh nhau tranh đoạt, dù sao kia một tia tiên thần cơ duyên là vĩnh sinh duy nhất hy vọng. Lý Hạo ngơ ngẩn. Lúc trước từ Lâm Sơn biển nơi đó biết được, chư thánh chuyển thế là vì một kiện chuyện bí ẩn, không nghĩ tới đúng là liên quan đến thành tiên vĩnh sinh. Cũng khó trách Chuyển thế cực kỳ hung hiểm, rất có thể đang không ngừng chuyển thế bên trong, muôn đời trầm luân, nếu không có lớn như thế dụ hoặc, chư thánh làm sao chịu bốc lên nguy hiểm như vậy. Cửu cực cảnh, Lý Hạo ánh mắt lấp lóe, bây giờ hắn đã là bảy cực cảnh, nếu có được đến đại lượng công pháp, bát cực cảnh sắp đến. Về phần cửu cực cảnh, chính là văn đạo cực cảnh chờ ngự đạo tăng lên tới cửu đoạn, cũng có thể nhìn trộm đến. Chỉ là, chi thánh tuổi thọ lâu đời, cũng không thể tu luyện ra cửu cực cảnh sao? Lý Hạo nghi vấn hỏi có chút cực cảnh tuy khó nhưng dựa vào tuế nguyệt cùng thời gian tích lũy tóm lại sẽ từ từ tu thành hắn có thể tu luyện ra bảy cực cảnh chủ yếu là bảng thêm điểm rút ngắn hắn thời gian tu hành nhưng người khác có càng thời gian dài rằng giặc đi hao phí cũng có thể đền bù phần này chênh lệch không có đơn giản như vậy thanh niên lắc đầu nói chi thánh đều là tuyệt thế yêu nghiệt lại tu hành xa xưa cái khác cực cảnh đều đã tu thành nhưng nghe nói khó khăn nhất là địa lục cực cảnh không ai có thể tu thành thiên nhân cảnh tu hành đến cực hạn tựa hồ là cùng thiên địa dung hợp như lấy thiên địa kế hồn lòng dạ tuy có dung nhập thiên địa ý chí lại khó tìm lý hạo liền giật mình đệ lục cực cảnh lúc trước cũng nghe nói đệ lục cực cảnh khó không nghĩ tới ngay cả trí thánh đều kẹt ở chỗ này hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình ẩn ẩn đụng chạm đến một tia thiên tôn ý chí thiên nhân cảnh điểm cuối cùng là thiên tôn người tin tức lạc hậu 10 năm trước nghe nói vân hà giới mở nhân gian thông đạo ở nhân gian tìm được một vị có đệ lục cực cảnh yêu nghiệt thiếu niên chỉ là về sau bị hư thánh tự mình xuất thủ chém giết đem hy vọng này bóp chết thanh tổ bỗng nhiên nói lý hạo sững sờ đột nhiên nghe được liên quan tới chính mình sự tình hắn trong lòng giật mình sự kiện kia à ta cũng nghe nói đáng tiếc không có chí thánh phù hộ cho dù tu luyện ra đệ lục cực cảnh cũng dễ dàng gặp bất chắc dù sao chư thánh chuyển thế đều muốn thông qua tự mình tu luyện ra đệ lục cực cảnh dẫn đầu đánh vỡ con đường kia sao chịu đem cơ hội đưa cho người khác? Dạ tổ nói, thế gian không thiếu yêu nghiệt, nhưng chưa trưởng thành lên yêu nghiệt, cuối cùng chỉ là một sợi mây bay, một trận gió liền có thể thổi tan. Lý Hạo trầm mặc, lúc trước kia hư thánh giết hắn, nói là bởi vì hắn ở nhân gian truy sát vị kia hư không thánh địa thánh tử. Bây giờ xem ra trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, dạ tổ nói loại nguyên nhân này cũng có một nửa. Thiên kiêu cuối cùng là thiên kiêu, không có thế lực phù hộ, liền sẽ phong mang chết yểu. Lý Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo từ sáu tuổi tao ngộ ám sát lúc hắn liền minh bạch chỗ dựa lớn nhất liền là chính hắn đã không ai có thể phù hộ vậy liền mình vô địch khắp thiên hạ không đề cập tới những thứ này dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì thanh phong ngươi còn chưa nói mình am hiểu nhất cái gì đâu thanh tổ nói lý hạo suy nghĩ thu hồi nghĩ nghĩ mình trước mắt đoạn vị cao nhất chính là nấu nướng cùng họa đạo làm đồ ăn cùng vẽ tranh lý hạo nói ra hai thứ này là ta trước mắt sở trường tuyệt chiêu. Nghĩ đến đối phương vừa cho tới đánh cờ, hắn nói bổ sung, kỳ nghệ cũng có chút nghiên cứu, như có cơ hội, hy vọng có thể cùng hai vị luận bàn một chút. Ồ, chơi đến như thế tạp. Thanh tổ kinh ngạc, tuy nói tiên đạo đã đứt, bọn hắn cũng không có kia phần trùng kình, đều tìm đến cái khác niềm vui thú, nhưng cũng chỉ là sở trường, lý hạo thế mà ngay cả nấu cơm đều đọc lướt qua. Cái gì, ngươi nói ngươi thích nấu cơm. Bỗng nhiên, có cái dáng người tròn trịa hư ảnh lòng động, tới gần đến Lý Hạo bên người, kinh ngạc nói. Ngươi là chăm chú tốt hơn theo liền làm một chút, trên đàn, hắn là lấy cái gì kỹ nghệ tiến đến. Lại có cái thích nấu cơm, bạch tổ xem như tìm tới chi kỷ. Dạ tổ nở nụ cười, đôi Lý Hạo nói, chúng ta đánh cờ thế nhưng là rất nghiêm túc, không phải tùy tiện chơi đùa, cờ dở cái sọt chúng ta nhưng không nhìn chúng. Kia hư ảnh ung dung ưu nhã nữ tử nói khẽ, thanh phong là lấy họa đạo gia nhập ta hoa du hội, hắn họa đạo nhất tuyệt, điệp tử đem hắn họa tác cho ta xem qua họa đạo phương diện so với ta tới nói thậm chí càng cao thêm một bậc đã nhập đạo nghe được trên đàn mấy người đều là vì một trong tĩnh giật mình nhìn xem lý hạo họa đạo thế mà so trên đàn còn mạnh hơn phải biết trên đàn tại hoa du hội bên trong họa đạo có thể xưng nhất tuyệt có nhỏ họa thánh xưng hô lý hạo họa tác thế mà có thể được đến nàng tán thành mà lại cảm thấy không bằng cái này liền có chút đáng sợ lý hạo nghe được đối phương lập tức hiểu rõ Đối phương hẳn là quy cầm xương nói Hoa Du hội phó hội trưởng một trong, cũng là một vị bán thánh. Mà lại nghe đối phương ý tứ, thế mà cũng là họa đạo người trong nghề, điều này cũng làm cho Lý Hạo có chút hứng thú, có rảnh có thể giao lưu trao đổi, đồng thời, trong tay đối phương chắc chắn sẽ có một ít danh họa cất giữ, đó cũng đều là đồ giám thuộc tính. Họa đạo. Kia dáng người tròn trịa bạch tổ nghe vậy, lại khó nén thất vọng nói, ta còn tưởng rằng là nấu nướng đâu. Lý Hạo cười nói, ta nấu nướng tay nghề cũng không so với ta họa đạo tranh lệch. Thật. Bạch Tổ kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi xác định. Có rảnh chúng ta đến tương hỗ đánh giá đánh giá liền biết. Nói đến nấu nướng, Lý Hạo thể hiện ra tương đương tự tin. Bạch Tổ nghe vậy, ánh mắt lộ ra quang mang, gật đầu nói, không sai, có ăn ngon hay không, nếm thử liền biết ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Lý Hạo không nghĩ tới đối phương nói đến liền thật đến, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nhìn ra đối phương giống như là thật yêu thích đạo này, cũng đủ để chứng minh đối phương xác thực rất có rảnh rỗi cùng thời gian. Tại Thương Lan Giới, Lý Hạo nói, bên cạnh trên đàn lại nói, Bạch Tổ, ngươi tìm đến Thanh Phong có thể, nhưng không nên quá chăm chỉ, đừng quấy rầy Thanh Phong tu hành. Hắn gần nhất còn tại tham gia trí tôn thiên kiêu chiến, lần này tựa hồ có phần có hy vọng có thể đại biểu ta Thương Lan Giới xuất chiến. Nghe được trên đàn, mấy người đều là lấy làm kinh hãi, Thanh Tổ nói, ngươi còn tại tham gia trí tôn thiên kiêu chiến, ngươi mới bao nhiêu lớn. Chạy ba, Lý Hạo nói. Mấy người đều là nhìn nhau yên lặng, 30 không đến. Đây quả thực là tiểu thí hải. Mới như thế lớn, ngươi liền có nhàn tâm làm vẽ tranh, còn nấu nướng. Bạch Tổ cũng hoài nghi mình nghe lầm, có chút kinh ngạc. Mới 30, nhân sinh vừa mới cất bước. Bọn hắn 30 tuổi thời điểm, còn tại không ngừng cố gắng công kích tu hành đâu. Khi đó đầy trong đầu đều là tu luyện, nữ nhân đều đến đứng sang bên cạnh, ảnh hưởng tiến bộ của bọn hắn. Cái này, dạ tổ ngu ngơ nói. 30 không đến, ngươi liền tu luyện tới văn đạo cảnh. Tại tuổi đời này có thể tu thành văn đạo cảnh, riêng là cảnh giới tới nói cũng đã là phi thường yêu nghiệt. Trên đàn cũng là giật mình nhìn xem Lý Hạo, nàng mặc dù từ quy cầm xương nơi đó biết được Lý Hạo thân phận, biết hắn tại tham gia trí tôn thiên kiêu chiến, nhưng không nghĩ tới Lý Hạo còn trẻ như vậy. Trí tôn thiên kiêu chiến đều là trăm tuổi trong vòng, nàng vốn cho rằng Lý Hạo đem họa đạo nghiên cứu đến loại trình độ này, nói ít cũng có 8-90 tuổi. Cái này đã để nàng cực kỳ giật mình cùng để ý, dù sao chừng trăm tuổi đối bọn hắn tới nói cũng còn quá trẻ, chỉ là tu hành đường vừa mới cất bước. Bọn hắn đều là đã tu hành mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí tốt mấy ngàn năm, đối với tu hành sớm đã mệt mỏi, lâm vào bình cảnh, lúc này mới hôn đúc ra rảnh rỗi. Nói đùa à, 30 tuổi văn đạo cảnh, chẳng lẽ lại là thánh nhân chuyển thế? Thanh niên kia khiếp sợ nói, đừng thủ đoạn trước không đề cập tới, chỉ là cái này cảnh giới liền để bọn hắn cảm thấy giật mình bọn hắn có thể tu luyện tới loại trình độ này cũng đều là thiên kiêu yêu nghiệt tuy nói thực lực hôm nay cực mạnh tại văn đạo cảnh bên trong có thể xưng lão quái vật cấp bậc nhưng ở ở độ tuổi này lại là xa xa không kịp lý hạo lý hạo cười trần tuổi tác chủ yếu là đằng sau trí tôn thiên kiêu chiến khẳng định sẽ có chiếu xương kính đo đạc sớm muộn sẽ bại lộ cũng không có gì cần thiết giấu giếm thanh phong thiên tư cái này là có thể vấn thánh tồn tại à ngươi không trước cố gắng tu luyện tới thánh nhân cảnh sao thanh tổ không khỏi hỏi tu hành cũng không chậm trễ, khổ nhàn kết hợp. Lý Hạo cười nói. Nghe được Lý Hạo lời này, cho dù là bọn hắn những này nằm ngửa người, đều có loại ngạc nhiên im lặng cảm giác. Đây là sự thực tâm lớn à? Bản cho là chúng ta đã coi như là xua đuổi khỏi ý nghĩ, kết quả vẫn là thanh phong đủ hung ác, tiên lộ đã đứt, thành thánh lại có thể thế nào, sớm muộn cũng cùng ta chờ đồng dạng tiêu vong. Dạ tổ cười khổ đều theo. Ta ba ngàn tuổi thời điểm mới hiểu, thanh phong ba mươi tuổi liền đã hiểu, đây có phải hay không là tính có thể nhiều hưởng thụ 3.000 năm. Mấy người đều là yên lặng, tuy nói bọn hắn hiện tại cũng đã đem tâm tư chuyển rời đến nơi khác, đối với tu hành không thế nào để bụng. Nhưng Lý Hạo tuổi tác như vậy liền có giác ngộ như vậy, thực sự để bọn hắn có chút không nói gì. Ngươi tại tu hành sau khi nghiên cứu họa đạo, ngươi họa đạo hao tốn ngươi bao nhiêu thời gian. Trên đàn lại nhìn chầm chầm Lý Hạo hỏi. Lý Hạo sững sờ, suy nghĩ một chút nói, khi nhàn hạ có rảnh liền vẽ tranh, cụ thể tính không rõ. Trên đàn trầm mặc, không nói gì, Lý Hạo tu vi cố nhiên để nàng chấn kinh, nhưng càng làm cho nàng bị đả kích chính là Lý Hạo họa công cũng mạnh hơn nàng. 30 tuổi không đến, trừ tu hành bên ngoài, có thể đang vẽ trên đường nghiên cứu 10 năm là cùng, nhưng dù cho như thế, cũng đã họa công vượt qua nàng. Nàng đang vẽ trên đường đắm chỉ mấy trăm năm sau tự hỏi rất có tạo nghệ cùng tâm đắc, hiện tại xem ra mình họa đạo tư chất tựa hồ quá mức ngu dốt Nhân sinh như túy mộng, chúng ta là tỉnh sớm, thanh phong căn bản không ngủ. Thanh Tổ lắc đầu, có chút không nói gì. Trên đàn vừa nói Thanh Phong có hy vọng đại biểu thương lan giới xuất chiến. Cái này không chỉ có riêng là văn đạo cảnh tu vi liền có thể làm được à. Bạch Tổ lại là ngưng mắt hỏi. Trên đàn cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía Lý Hạo ánh mắt trở nên phức tạp, nói. Không sai, Thanh Phong kiếm pháp cũng nhập đạo, là lần này đại biểu thương lan giới xuất chiến lôi cuốn nhân vật một trong, cụ thể phải xem phía sau so đấu. Kiếm pháp nhập đạo. Nghe được nàng, mấy người lần nữa một trận trầm mặc. Bọn hắn cũng đều kỹ pháp nhập đạo, luận thực lực, bọn hắn đã tu luyện tới rất sâu rất sâu trình độ, nhưng mấu chốt ở chỗ tuổi tác. 30 tuổi không đến, quá nhỏ, tại tuổi đời này, bọn hắn như không có loại này bản sự. Thanh phong tại thương lan giới đúng không, kia ta ngược lại thật ra mau mau đến xem. Dạ tổ nói, ta cũng đi, cho thanh phong trợ trợ uy, thanh phong sư tôn là vị nào? Thanh tổ hiếu kỳ hỏi, có thể dạy dỗ nhân vật như vậy, sư tôn hơn phân nửa là trí thánh lý hạo trầm mặc trong đầu hiển hiện một thân ảnh kia là hắn thứ một vị sư phụ lâm hải hà nhưng chỉ là thần du cảnh tu vi gặp lý hạo trầm mặc mấy người cũng đều ý thức được cái này liên quan đến bí ẩn đối phương không muốn bại lộ bất quá bất kể như thế nào cho dù là trí thánh môn hạ mấy vị kia thân truyền bọn hắn biết được tình báo cũng không kịp thanh phong đủ thấy đối phương yêu nghiệt thanh tử cũng tại tham gia trí tôn thiên kiêu chiến đi nhưng hắn là thiên lan giới nếu như các ngươi đều có thể đại biểu riêng phần mình thế giới xuất chiến cũng có thể tại quyết chiến gặp nhau bạch tổ bỗng nhiên nói thanh tử đâu thanh tử ra thanh tổ thì trực tiếp kêu lên lý hạo nhìn thấy hắn đem thần niệm truyền đến nơi nào đó hư ảnh nơi này tuyệt đại đa số hư ảnh đều là đứng im hẳn là tại trong hiện thực làm chuyện khác không có dò xét hoa du lịch không bao lâu cái kia đạo bị thanh tổ thần niệm dò xét hư ảnh đung đưa lập tức nghi ngờ nói thanh tổ gọi ta làm gì Ngươi cái thằng này, đang bế quan sao? Thanh tổ hỏi. Lẫn nhau cảnh giới mặc dù khác biệt, nhưng giao lưu nhưng không có tôn ti, phản giống như là lão hữu. Đương nhiên, gần nhất tại chuẩn bị chiến đấu đâu, kế tiếp còn muốn cùng thiên lan giới cái khác ba đại thánh địa tranh phong, cũng không biết có thể hay không thắng. Kia hư ảnh thanh tử nói. Thanh tổ tức giận nói, đừng tại đây giả nhỏ yếu, nên sợ hãi chính là cái khác thánh địa thánh tử đi. Ngươi cái thằng này không phải cũng thương pháp nhập đạo sao vẫn là cũ máu đạo thể, lần này thế nhưng là có hy vọng cầm xuống trí tôn đệ nhất. Ngươi cũng đừng dùng mình ta, ta có thể tễ tiến 10 vị trí đầu liền thắp nhang cầu nguyện, đệ nhất. Vậy cũng là cái gì yêu nghiệt, ngươi cũng không phải không biết không có bán thánh thực lực, phía trước 10 nghĩ dừng chân cũng khó khăn. Thanh tiểu hư ảnh cười khổ nói. Đúng đấy, thanh tổ ngươi cũng đừng trêu chọc người ta, ngươi khi đó thế nhưng là 10 vị trí đầu cũng không vào, uổng cho ngươi vẫn là thanh đế huyết mạch. Hiện tại thánh nhân nhao nhao chuyển thế, 10 vị trí đầu đều là cái gì yêu nghiệt, thanh tửu có thể đưa thân người vị trí đầu liền đã có hy vọng thành thánh dạ tổ nói tiện thể ép buộc thanh tổ một câu thanh tổ liếc mắt đối thanh tửu nói gọi ngươi qua đây là chúng ta người mới tới vị này là thanh phong cũng giống như ngươi đều tại tham gia trí tôn thiên kiêu chiến các ngươi có khả năng sẽ gặp phải đến lúc đó ngươi cũng không nên quá khi dễ người ta người mới thanh tửu lúc này mới chú ý tới lý hạo hơi kinh ngạc cũng tại tham gia trí tôn thiên kiêu chiến nơi này trừ tuổi của hắn nhỏ nhất bên ngoài lại tới một cái trăm tuổi không đến tiểu gia hỏa không sai thanh phong tuổi tác nhưng so sánh ngươi còn nhỏ mới ba mươi tuổi không đến kiếm pháp đã nhập đạo thanh tổ cười nói thanh Tiểu khẽ giật mình ánh mắt lập tức trở nên ngương trọng đánh giá lý hạo nhưng hư ảnh nhì không ra cái gì ba mươi tuổi kiếm pháp nhập đạo có cơ hội ngược lại là có thể luận bàn một chút thanh tử nói lý hạo gật gật đầu có rảnh trao đổi ta lúc đầu cũng là một giáp mới thương pháp nhập đạo ngươi cái này ngộ tính có chút đáng sợ thanh tửu nói bất quá hắn mặc dù một giáp mới thương pháp nhập đạo nhưng hắn tu luyện chính là cực mạnh một loại thương đạo trong lòng cũng không có cảm thấy so lý hạo kém bao nhiêu tướng cùng tuổi mặc dù không bằng nhưng tu hành đường dài rằng giặc võ giả liều mạng tranh đấu ai sẽ thật lưu ý tuổi tác mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu ta cũng là may mắn lý hạo nói tương đối khiêm tốn thanh phong nhưng phải cố gắng lên à tranh thủ đại biểu thương lan giới xuất chiến lấy ngươi kiếm pháp nhập đạo bản sự cầm xuống thương lan giới xuất chiến danh ngạch không khó lắm dạ tổ cười nói lý hạo gật gật đầu chờ ngươi tại thương lan chiến kết thúc ta tới tìm ngươi nghiên cứu thảo luận hạ họa đạo chiên đàn nói với lý hạo cũng chưa chắc muốn chờ chiến đấu kết thúc chỉ cần ta khi nhàn hạ đều có thể lý hạo biết được vị này phó hội trưởng bán thánh cũng là thương lan giới người đối đãi giao chiến hắn ngược lại không lo lắng bị ảnh hưởng Tương phản nghiên cứu thảo luận họa đạo cũng có thể để hắn tăng tiến họa đạo cảm ngộ, nếu có thể đạt tới 10 đoạn, liền có hy vọng tế đạo thành thánh. Loại này mấu chốt giao chiến, vẫn là không ảnh hưởng ngươi cho thỏa đáng." Trên đàn lắc đầu nói. Lý Hạo nói ra, "Sẽ không ảnh hưởng, chỉ là giao chiến mà thôi, thua thì thua, thắng thì thắng, như ở chỗ này cũng chỉ là hiểm nếu thắng, đằng sau cũng không cần thiết tham gia." Sách, có cái này giác ngộ, khó trách 30 tuổi không đến liền đã họa đạo có tạo nghệ dạ tổ nghe đến lời này cảm thán âm thanh nói rất hay nếu không vì trí tôn thiên kiêu bảng thứ nhất tham gia cũng không có ý gì thanh tổ gật đầu ở đây đều từng là thiên kiêu đều hiểu phần này ngạo khí chỉ là tại tuổi đời này có thể như thế nhìn thoáng được lại là khó được trên đàn có chút ngoài ý muốn mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao lưu lại từ trên thân lý hạo cảm nhận được một loại không màng danh lợi cảm giác loại cảm giác này tuyệt không phải tận lực mà là thiên tính toàn vẹn nàng có chút ngưng mắt suy nghĩ một chút nói. Cũng được, đã mục tiêu của ngươi là thứ nhất, vậy ta liền không nói cái gì, mấy ngày nữa ngươi tán nhân xếp hạng 10 kết thúc, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Được. Lý Hạo gật đầu. Chờ ta xử lý xong trong tay nhàn sự, ta cũng đi tìm ngươi, nhìn xem ngươi nấu nướng có phải hay không là ngươi nói như thế thần, hy vọng có thể để cho ta một no bụng có lộc ăn. Bạch Tổ cũng nói với Lý Hạo. Lý Hạo cười đáp ứng. Dạ tổ cùng thanh tổ thì biểu thị sẽ đến cho Lý Hạo quan chiến trợ uy thanh tử nghe được ra vẻ ủy khuất mà nói làm sao không đến cho ta trợ uy các ngươi đây là có mới nơi cũ xéo đi ngươi ít đến liền ngươi thực lực này xác định vững chắc tấn cấp ta cũng bắt đầu đồng tình đối thủ của ngươi dạ tổ tức giận nói thanh tử bất đắc dĩ nói không tới phía sau trận chung kết ta nhưng sẽ không dễ dàng bại lộ toàn lực xong lại cho tiểu tử này đựng thanh tổ nói chờ hắn so xong chúng ta tìm hắn đi đánh một trận để hắn kiến thức một chút chúng ta những lão gia hỏa này tay nghề. Dạ tổ nói. Thanh tử, Lý Hạo gặp bọn họ nói chuyện vui mừng, cũng nở nụ cười, lại rảnh rỗi phiếm vài câu, liên cùng bọn họ cáo tử. Chờ suy nghĩ trở lại thân thể, Lý Hạo tại trong tiểu viện trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục góp nhặt điều khắc kinh nghiệm. Hai ngày về sau, xếp hạng 10 sắp xếp giao phong bắt đầu. Một trận chiến này có thụ chú mục, mặc dù chỉ là mấy chục vương triều tán nhân giao phong, nhưng có thể đưa thân xếp hạng 10. Đều tuyệt không đơn giản, đằng sau đều là muốn cùng tam thánh thánh tử thánh nữ tranh phong. Một trận chiến này là xếp hạng 10 sắp xếp vấn đề, Lý Hạo trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Ngoài ra càng lôi cuốn chính là xích quang, không ít thế lực cường giả đều nhìn ra xích quang cực kỳ đáng sợ. Lý Thanh Y mấy người cũng đúng hẹn đến, muốn nhìn một chút trận này long tranh hổ đấu, dù sao một trận chiến này biểu hiện cũng là sớm nhìn rõ bọn hắn sắp sẽ gặp phải đối thủ. So với cái khác thánh địa, bọn hắn không cách nào dò xét, nhưng những này tán nhân giao phong, lại là công khai, có thể sớm nhìn thấy đối thủ tình báo. Trừ Lý Thanh Y bọn người bên ngoài, trong đám người còn nhiều một chút thân ảnh. Lâm Thanh Anh cùng bên cạnh Như Tuyết, thu không dấu vết mấy người cũng đều đến, bọn hắn đều là kiếm tổ thánh địa xếp hạng 10, đằng sau sẽ đại biểu thánh địa xuất chiến tranh đoạt thương lan giới danh ngạch. Lần này cũng là đến dò xét những người khác tình báo, mà lại, một kiếm bại rơi Hạo Nguyệt Thánh tử Lý Hạo cũng ở nơi đây tham gia. Lúc trước chiến đấu bọn hắn biết Lý Hạo sẽ không dùng xuất toàn lực, cũng cũng không có cái gì tâm tư đến xem, nhưng xếp hạng mười chiến phải chăng vẫn là như thế. Vị kia xích quang, cũng có chút đáng sợ. Rất nhiều tình báo chảy vào bọn hắn trong tai, trừ lý hạo bên ngoài, bọn hắn cũng nhìn ra nơi này có vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Chính là vị kia xích quang, tựa như kiếm tổ thánh địa hạo nguyệt, so sánh những tuyển thủ khác tới nói tựa hồ có chút đứt gãy trên lệch. Thần thông nhập đạo Trong đám người, một thân màu bạch kim lộng lẫy quần áo hạo nguyệt thánh tử, biến hóa khuôn mặt, Đứng ở trong đám người y nguyên như hạc giữa bầy gà, khí chất đặc biệt, hắn cũng tới ngoài ra quan chiến.